Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay em có đến nhà vườn của anh Trí ở Long Thới chợ Lách Bến Tre cả nhà để quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng may giống may ghép nha. Rất mong cả nhà mình tham khảo, mình lấy bò mình về mình ghép nha cả nhà. Dạ em chào anh Trí. À, chào Trọng ạ. Dạ, chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay tới là vườn em có giao lưu với cô chú anh chị mình một số may giống để về mình ghép vô phôi nhà mình ha. Dạ. Nhưng mà nếu mà ai có cần bo ghép thì ghép, còn không ghép thì tặng đất ha. Vì năm tên năm nay mình cũng chơi bông được ha. Dạ. Dạ. Thì giao lưu qua số điện thoại của em là 038 527 647 á. Rồi đầu tiên là mình có loại cúc tâm 50 cánh ha. Dạ. Cái này thì mình loại 25.000 thì mình có 6 giống. Dạ, chỉ có 25.000 một cây cả nhà. À, cái này mình ghép bao lâu rồi anh Trí? Cái này ghép thì nó cũng một mùa rồi đó. Dạ, cúc 150 cánh. Cái hoành gốc này mình lấy cái chừng lấy một bút biên lên đi ha. Dạ, bút biên lên. Dạ rồi. Và chiều cao mình lấy cái chân gan tay ăn lên trở lên đi hết anh đi. Cái này thì cũng tùy theo giống, như có dạ, cái giống cao giống thấp, như có cây Tân Châu thì nó cao tầm dạ, 35-40 á. Dạ. Ừ, cũng như cây Tân Châu này là nó rồi, cao. Dạ. Rồi 25.000 cây thì bao nhiêu cây anh Trí gửi? Cái này thì mình 5.000, nó 5 cây mình gửi. Dạ. 10 cây bao ship và tặng 1 cây luôn. Rồi mình có 6 giống nha cả nhà. Đây là cúc 150 cánh nè, rồi tiếp theo thì mình tới tiếp theo là tới Đại Lộc. Dạ, Đại Lộc đi cả nhà. Nhỏ nhỏ mà nút nụ coi nè cả nhà ha. Cả nhà mình về mình lấy bo mình về có mình Đại Lộc ha. Thì nó hơi lùn nhất là dạ, lùn từ 15-20 phân à. Dạ, tại vì cái thằng này nó nuôi nó cũng lâu lớn á. Dạ, đế thì có xử lý đế hết anh Trí. À, đế xử lý đế đa dạng hết. Dạ, cũ quá, cũ nơm đế nơm đế cũ hết. Dạ. Đó. Rồi tiếp theo mình được hai giống hả? Dạ, tới Tân Châu hả? Tân Châu. Ở Tân Châu thì nó cao, cả nhà mình về mình lấy bo được nhiều ha. Rồi thì đồng giá là 25.000 một cây nha. Rồi cả nhà mình tham khảo được giống mai nào thì ủng hộ nhà vườn hết cả nhà. Tới tiếp theo là Thủ Đức. Dạ, dạo Thủ Đức quen thuộc đây cả nhà. Rồi về mình lấy bo ha, mình cắt ra mình lấy bo mình đôm lại hết cả nhà ha. Hàng này thì nhà vườn mình cũng thả tự nhiên nè cả nhà. Thứ Thọ Hương. Thứ năm là Thọ Hương, cúc Thọ Hương. Thọ Hương mình có 6 giống, mình lấy giống này giống kia. À, ghép lại nha vẫn được. Ví dụ như hôm nay mình giao lưu mấy mức giá anh Trí? Này có 3 mức giá là 25, 25, 50, 90. Dạ. Mình có 3 mức giá giao lưu. Dạ mình có thể mình ghép lại nha được ha anh Trí. À. Dạ. Rồi để cả nhà mình tham khảo cúc Thọ Hương nha. Rồi. Cúc Quýt. Rồi, cúc giống cuối cùng có loại 25.000. Dạ, cúc phía cúc tri kỷ đây cả nhà. Cái anh Trí ơi, số lượng mình có nhiều không anh? Số lượng này hàng này mình cũng còn nhiều á. Dạ. À, có gì cả nhà cứ liên hệ anh Trí, số điện thoại mình để bên góc trái màn hình, mình đây có Zalo luôn cả nhà. Cả nhà lấy số lượng sẽ có giá tốt nha. Tiếp theo là mình có loại 50.000 ha. Dạ. 50.000 thì mình có 9 giống. 9 giống. Dạ. Rồi đây cả nhà ha. Cái này mình ghép chắc già hơn ha anh Trí. Ừ, cái này nó hơn mùa rồi. Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo ha. 9 giống nha. Cúc hoa hồng thanh tú ha anh Trí. Hoa hồng thanh tú. Dạ. Rồi đây cả nhà. À, cái hoành gốc cái lô bên đây chắc cũng này nó thì nó bự hơn bút bi à. Chắc dạ, em ngón tay út mình dạ, chút xíu em ngón tay út đi. Ừ. Rồi để cả nhà mình tham khảo 50.000 một cây thì bao nhiêu cây anh Trí gửi? Cái này thì 3 cây mình gửi, 5 dạ, cây bao ship. Dạ. Rồi 10 cây cũng là một cây luôn á. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo. Một xíu nữa mình có siêu bông mình lại nha cả nhà. Xíu mà cả nhà cố gắng mình xem hết clip nha. Đây là hoa hồng thanh tú nè, 50.000 một cây nha. Rồi, tiếp theo là Thủ Đức. Dạ, giỏ Thủ Đức đây cả nhà. Thủ Đức già mùa hơn cái lô nãy nha, cho nên giá cao hơn xíu hơn cả nhà, 50.000 một cây nha. Rồi giỏ Thủ Đức nè cả nhà. Rồi tiếp theo mình tới gì nữa? Tiếp theo là Đại Lộc. Dạ Đại Lộc đây cả nhà. Đế có đế hết cả nhà ha. Rồi nút nụ rồi. Ghê không? Rồi Đại Lộc giống thứ ba, tiếp theo giống thứ tư nha. Thứ tư là cúc Thọ Hương. Dạ cúc Thọ Hương. Rồi có số lượng những cái nhà vườn mình làm nói chung là mẹ giống thì bán cũng quanh năm hả anh Trí? Ừ, quanh năm dạ, quanh năm hết luôn á. Dạ. Dạ năm cúc nghệ. Cúc nghệ. Dạ đây cúc nghệ. Cũng có hình thú cũng có, không có đa dạng cũng có hết cả nhà. Có hình thú nè, như cây này hình thú nè cả nhà. Cúc nghệ. Rồi như cây này thì nó cao khoảng chừng 40 luôn cả nhà ha, cũng có cây cao cây thấp nha. Cây này nè, siêu bông Sài Gòn có một bông. Dạ, siêu bông Sài Gòn có mặt hoa nè cả nhà. Mặt hoa này nó nở nó 2 3 ngày. Dạ, nếu mà đúng của nó mặt hoa có chừng 7 phân hả anh Trí. Ừ. Mặt hoa khá là bự. Cây nó còn non á, bông dạ, ra nó hơi nhỏ chút xíu. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo ha cả nhà. Siêu bông Sài Gòn ha, đồng giá 50.000 luôn nha. Cúc Tư Long. Cúc Tư Long cả nhà. Ừ, cũng có hình thú nè ha. Ồ cây tư long này nó quá trời bo luôn nè cả nhà. Cây này nếu cô chú nào lấy bo nhiều lắm, mua về lấy bo cái giống này nó lại nó mạnh á. Dạ. Nuôi nó dược lên nên nó bo nó nhiều. Nó mau lớn ghê ha cả nhà. Cúc tư long ha, đồng giá 50.000 luôn cả nhà ơi. Rồi. Rồi. Cúc Tân Châu. Tân Châu. Rồi Tân Châu giống như nãy nhưng mà già hơn ha cả nhà. Rồi mình tham khảo hàng này tại vì cái gốc này nó cũng khoảng cái đầu của nó ngốt của mình cho nên nó gần liền thân liền cốt nè ha cả nhà ha. Rồi cúc Tân Châu bằng đồng giá luôn. Rồi giống cuối cùng là chín giống ha, là cái mai tự sắn. Dạ giá tự sắn này cả nhà, cái đế này ha. Rồi giá tự sắn này thời gian ghép của nguyên cái lô này cũng bằng nhau hết ha anh Trí. Cũng bằng nhau hết. Dạ. Nó cũng rồi, hơn mùa ngoài hết rồi. Dạ hơn mùa. Rồi, mình có 9 giống 50.000 nha cả nhà, cái nhà mình tham khảo nha. Tiếp là mình loại 90.000 ha, 90.000 dạ, thì mình có 6 giống. Dạ. 6 giống là giống đầu tiên thì mình là giống Đại Lộc. Đại Lộc. Dạ.
Cái này mình ghép cái này này nó hai mùa rồi. Liền luôn nè cả nhà, nó liền luôn nè. Nó liền cốt hết. Dạ. Cái lô này thì mình lấy ngô Úc trở lên được luôn hả anh Trí? Ngô Úc lấy lên nè. Dạ, ngô Úc lấy lên được hết cả nhà. Rồi Đại Lộc 90 ngàn thì bao nhiêu cây anh Trí gửi? Cái này cũng là 3 cây mình gửi, 5 cây bao ship và 10 cây mình cũng tặng 1 cây luôn. Dạ rồi. Ví dụ cô chú nào không cần mua một thứ gì, mua một cây là 10 cây hay là 5 cây cũng là mua thứ gì, mua một thứ 1 cây là mình vô là 5 cây mình bao ship được. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo hết nha. Đại Lộc hàng giống đầu tiên của lô 90 ngàn nha. Lúc nụ thì quá chừng luôn nè cả nhà. Rồi tiếp theo mình tới gì nè? Tiếp theo là siêu nụ. Rồi siêu nụ. Hàng này là hàng chơi Tết nha cả nhà. Hàng này là hàng chơi Tết được nhưng mà thời điểm này nhà vườn chưa đôn. Chưa đôn thì lá nó còn già, lá nó còn hơi vàng á. Cho nên tới như bằng mình á. Dạ. Rồi mình về mình đôn lại, mình lấy bo mình ghép rồi cái cây này thì Tết năm tới mình chơi ha anh Trí. Ừ. Dạ. Cái này già mùa hết, cái này hai mùa ngoài hết rồi. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo ha. Tiếp theo. Tiếp theo là Thủ Đức. Hàng này là hiện tại là hai mùa thì tới Tết nữa là ba mùa hả anh Trí? À đúng rồi. Dạ. Rồi đây cả nhà, vỏ Thủ Đức ha. Đây. Rồi 90 ngàn một cây cả nhà. Để cũng có để hết nha. Rồi cho em tham khảo tiếp đi anh Trí. À, khu tầng. Số lượng có nha cả nhà, tại vì mình lên clip thời gian có hạn cho nên mỗi giống thì mình xin đại diện một cây cho tham khảo nha cả nhà. Rồi khu tầng này cả nhà. Đây cũng có để hết ha. Rồi chiều cao bên đây cũng mấy cây này mình lấy cũng có chừng 30-40 luôn hả nha. Mấy cây này nó cao rồi cả nhà ha, hàng cho Tết mà. Thì cái hàng này thì tầm chỉ có hàng Đại Lộc là nó tầm khoảng 30 phân thôi. Dạ. Còn cái hàng siêu nụ Thủ Đức chú Phú Tân là tầm khoảng 35-40 phân. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là Sài Gòn. Sài Gòn nó cao. Cao dạ. 50-60 phân luôn á. À, hàng này mình để cao nè cả nhà. Cái này mình để cao về cho cô chú nào mua về mình lấy bo á. Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo hang đồng giá là 90 ngàn một cây nha cả nhà. Rồi cái gốc này cả nhà, vô dây mình uống rồi nè. Rồi mặt bông siêu bông Sài Gòn nè cả nhà. Bự lắm cả nhà. Nếu mà nó già nó chuẩn là nó bự lắm anh Trí. Ờ à, đúng rồi, dạ. Nó bự lắm. À. Bự có thể là 4 ngón tay mình luôn. Mình khép lại luôn ha. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha, 90 ngàn một cây nha. Cái giống 90 ngàn mình cũng còn cái là giống của siêu bông Bình Lợi ha. Siêu dạ. Bông Bình Lợi này nó nở này cũng 2 ngày hay ba cái nó bị khô rồi. Dạ, rồi siêu bông Bình Lợi ha cả nhà. Cái này chiều cao anh Trí lấy khoảng chừng bao nhiêu cái đi? Chiều cao cái này mình lấy tầm 20 đến 25 thôi. À. Này tại vì cây này mình cũng mới ghép là mới có 4 tháng à. Dạ, đây cả nhà, cái gốc này cả nhà, gốc này chắc mình bỏ ngô Úc ra được anh Trí ha. Cái này là lấy từ bự hơn Úc lấy lên rồi. Dạ, rồi. Siêu bông Bình Lợi cả nhà. Thì cái này cũng đồng giá là 90 ngàn luôn ha anh Trí. Đồng giá 90 ngàn dạ. Cũng vẫn là 3 cây gửi, 5 cây bao ship, 10 cây cũng tầm 1 luôn. Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo, bên đây số lượng mình còn nhiều hơn đi. Cái số lượng cái hàng Bình Lợi này còn khoảng tâm hơn à. Dạ, rồi đây cả nhà, mình hàng này mình cũng ghép cái gốc đẹp không cả nhà ha. Gốc quái gốc đẹp không à. Rồi cả nhà mình tham khảo được giống mai nào thì ủng hộ anh Trí nha. Cái này cũng là clip đầu năm của anh Trí mà đến kênh của mình luôn cả nhà ha. Giống như clip khai trương trên kênh của mình luôn. Rất mong cả nhà mình tham khảo nha. Clip thì cũng đầu năm thì cũng chúc cho cô chú anh chị được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Nhà mà ăn thì thuận lợi hết. Dạ. Và mong cô chú anh chị ủng hộ giùm cho em à. Xin cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.